Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 30 tây tháng 12 năm 2013 và còn một ngày nữa là bắt đầu giao thừa rồi sau đó là đầu năm 2014. Và tiện đây cho Tuấn xin chúc quý vị một năm mới rất là an khang và thịnh vượng và riêng biệt cho quý vị dồi dào sức khỏe và đều có cái sự bình an trong vấn đề gia đình và công ăn việc làm của quý vị. Trong chương trình tối nay thì Tuấn chỉ có nói sơ qua một con số mà tổng kê lại cho năm 2013. Rồi sau đó Tuấn nói sơ qua là năm tới, năm 2014, thì chúng ta sẽ dự trù sẽ thấy cái gì trong cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Rồi sau đó thì sẽ tiếp tất cả những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị qua đường dây điện thoại của quý vị. Cho nên nếu mà quý vị muốn để chuẩn bị gọi vào cho chương trình tối nay, thì xin mời quý vị bắt đầu gọi vào số điện thoại là 713-469-9000. Đó là 713-469-9000. Thưa quý vị, đây là cái chương trình cuối năm. Thì tiện đây cho Tuấn trình bày cái con số mà định cư và ngoại định cư mà cái lãnh sự quán Hoa Kỳ đã cấp ở bên Sài Gòn. Thì thường thường những cái chương trình cuối năm thì Tuấn muốn cho quý vị thấy là cái con số mà visa được cấp. Thì đầu tiên, đây là cái con số visa mà lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp riêng biệt cho nước Việt Nam mà thôi. Thì đây là cái con số căn cứ vào năm 2012 và năm 2013 nó cũng không có chênh lệch gì mấy. Lý do mình chưa có con số năm 2013 tại vì cái con số thường thường chính phủ tính là tính theo cái năm tài chính. Đó là ngày mùng 1 tây tháng 10 cho tới ngày 30 tây tháng 9 là cái năm nó gọi là fiscal year. Cho nên quý vị thấy là trong cái con số định cư đó thì cái lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn cung cấp cái visa định cư. Đây mình nói đây là những cái hồ sơ anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, con cái qua đây có thể săn liền. Và cộng thêm cái hồ sơ fiancé thì trong đó là khoảng 24.133 cái con số visa định cư mà cái lãnh sự quán cấp cho riêng biệt Việt Nam định cư vào năm 2013 và năm 2013, năm 2012 và năm 2013. Còn con số ngoại định cư, du lịch, du học, thăm viếng, kinh doanh, lao động thì cái lãnh sự quán cấp gần tới 58.117 cái visa ngoại định cư. Trong đó phần trăm rất là cao là hồ sơ du lịch và du học cho mấy em qua bên này. Thì đây là cái con số visa mà lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn cung cấp và hoặc là cấp và đồng thời cái chương trình ngoại định cư thì cái đại sứ quán của Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng có quyền cấp luôn. Thì tổng cộng cho năm tài chính thì người ta cấp gần tới 58.117 con số visa ngoại định cư, còn 24.000 con số visa định cư. Đó là cái số định cư vào nước Hoa Kỳ hoặc là ngoại định cư vào nước Hoa Kỳ riêng biệt cho quốc gia Việt Nam. Thì kế tiếp là cái con số mà mình nói là cái vấn đề của Immigration và Customs Enforcement. Đây là một cái cơ quan có trách nhiệm thi hành cái mặt luật di trú. Thì thường thường ở đây gọi là ICE, là những cái cơ quan mà người ta thi hành trục xuất những cái người mà ở đây bất hợp pháp hoặc vi phạm hình sự mà liên quan tới vấn đề thủ tục trục xuất. Và đồng thời cái vấn đề đây nó cũng tính là con số tại biên giới và tại trong nước Hoa Kỳ. Thì tổng cộng cho cái năm 2013 thì cơ quan ICE cho biết rằng người ta đã đưa ra khỏi gần tới 368.000 người ra khỏi nước Mỹ hoặc là cấm người ta vào nước Mỹ. Thì trong đó đó, ở trong nước Hoa Kỳ người ta trục xuất ra là khoảng 133.000 người. Còn cái vấn đề mà cấm người ta vào ngay biên giới hoặc là đuổi người ta ngay biên giới hoặc ngay phi trường thì cái đó là khoảng 235.000 cái con số tại phi trường hoặc là tại cửa khẩu. Tổng cộng là cái con số mà để cấm vào hoặc là đuổi ra hoặc là mình nói tóm lại là trục xuất là khoảng 368.000 người cho cái năm 2013. Trong cái 368.000 người, nhiều nhất là Mẹ Tây Cơ, quý vị thấy là gần hơi 240.000 là từ Mẹ Tây Cơ. Sau đó là Nam Mỹ là Guatemala, Nam Mỹ luôn, Trung Mỹ là Guatemala, Honduras cũng là Trung Mỹ luôn và El Salvador cũng là Trung Mỹ luôn. Riêng biệt quốc gia Việt Nam của chúng ta thì chúng ta không có con số chính xác. Lý do tại sao? Tại vì thưa quý vị, chỉ Việt Nam và nước Hoa Kỳ thì có một cái vấn đề gọi là cái Memorandum of Understanding là MOU, mà cái trong căn cứ vào cái bản ghi nhớ đó thì
Việt Nam chỉ có nhận những người nào qua đây sau ngày ban giao, đó là ngày 12 tháng 7 năm 1995, mà bị trục xuất thôi. Thì có cơ quan ICE có thi hành và đưa những người mà trong cái hiệp ước đó về Việt Nam, nhưng mà cái con số thì mình không có nắm chính xác đó. Thì cuối năm thì thường thường Tuấn muốn bắt đầu chương trình để cho quý vị biết một con số thôi, là bao nhiêu visa được cấp, bao nhiêu visa định cư, ngoại định cư cấp và cái con số trục xuất. Rồi bắt đầu năm 2014 thì trong cái chương trình vừa rồi thì Tuấn có thâu và gửi cho quý vị, thì Tuấn nói năm 2014 thì trong cái quyết định mà chúng ta mong chờ lớn nhất cho cộng đồng riêng biệt của chúng ta, thì cái đó là quyết định của Tòa Tối cao Pháp Viện liên quan tới cái đạo luật CISPA của cái kháng cáo của Del Soria versus Mallorca đó. Thì đây là một cái kháng cáo liên quan tới cái vấn đề lấy lại ngày ưu tiên cho những em mà hiện tại bây giờ ba má đang bảo lãnh cho em, mà em trước đây không được ăn theo cha mẹ qua hồ sơ của cô chú hoặc là ông bà nội, ông bà ngoại. Thì đó là những em rơi vào cái đạo luật CISPA. Thì trong cái kiện tùng đó thì cái đạo luật CISPA có cho em lấy lại ngày ưu tiên để qua đây sớm hay không? Hay là nó là một cái hồ sơ riêng biệt phải chờ rất là lâu? Thì cái Tòa Tối cao Pháp Viện khoảng từ tháng 3 cho tới tháng 6 sẽ ra cái quyết định là có bằng lòng hay là không bằng lòng cho lấy lại ngày ưu tiên. Thì cái đó, đó là một cái quyết định rất là lớn cho cộng đồng của chúng ta. Thì ngày 10 tây tháng 12 vừa qua thì Tòa Tối cao Pháp Viện có nghe cái sự kháng cáo của hai bên, cái sự tranh luận của hai bên, thì chúng ta ước lượng có sẽ có cái quyết định khoảng tháng 3 cho tới tháng 6 của năm 2014. Còn cái vấn đề mà đề nghị thay đổi cái mặt luật di trú hoàn toàn lại hết thì coi giống như là cho tới ngày hôm nay bên Hạ Viện không có đưa cái gì ra hết, thì cái đó là cái SB 744 có thể là năm nay không có cái gì gọi là vấn đề thay đổi mặt luật di trú hết. Nhưng mà mình sẽ thấy năm 2014 sẽ có thể có những cái dự luật nhỏ, không phải lớn, giống như SB 744 có thể thông qua Quốc hội. Khi mà nó có, hoặc là khi bất cứ cái gì liên quan tới cái vấn đề trên mặt luật di trú và nhập tịch thì Tuấn sẽ cung cấp cho quý vị qua chương trình luật di trú và nhập tịch. Và bây giờ xin mời quý vị gọi vào cho chương trình tối nay. Số điện thoại là 713-469-9000. Đó là 713-469-9000. Vài cái vấn đề nhắc nhở quý vị trước khi tiếp điện thoại của quý vị. Đầu tiên, đây là một cái chương trình để cập nhật tất cả những cái tin tức cho quý vị và để cho quý vị tìm hiểu thêm, chứ không phải đây là một cái chương trình thay thế về cái sự cố vấn của quý vị và trực tiếp của luật sư quý vị. Cho nên tốt nhất nên tham khảo với luật sư quý vị. Cái thứ nhì nữa, khi gọi vào, làm ơn nhớ rằng là quý vị đang trực tiếp nói chuyện với Tuấn qua đường dây điện thoại chứ không phải là qua TV. Cho nên làm ơn vặn nhỏ cái TV xuống và nói chuyện với Tuấn giống như là quý vị đang nói chuyện trên đường dây điện thoại thôi. Rồi sau hết cho Tuấn biết tên gọi của quý vị và gọi từ thành phố nào. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây đầu tiên ạ. Dạ xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ xin mời đường dây đầu tiên lên tiếng đi ạ. Hello. Dạ vâng. Mời cô dạ. Hoặc là chú lên tiếng đi ạ. Dạ xin mời lên tiếng đi ạ. Hello. Dạ vâng, mời cô ạ. Dạ chào. Dạ. Chào luật sư Tuấn ạ. Dạ vâng. Dạ, đầu tiên cho Tuấn biết tên và gọi từ đâu đi ạ. Ok. Dạ. Thưa cô, nói chuyện bình thường giống như qua điện thoại thôi ạ. Và ở Houston. Dạ vâng. Dạ. Xin hỏi luật sư Tuấn là tại vì em nghe là ở Mỹ này không có luật để bảo lãnh anh chị em nữa phải không ạ? Và dạ. Nó sẽ kết thúc cái luật đó vào năm nào ạ? Dạ vâng. Thưa cô tên gì vậy cô? Dạ em tên Tina. Ok, cô Tina còn câu hỏi gì khác cho Tuấn nữa không ạ? Dạ không ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô Tina rất là nhiều ở thành phố Houston. Vài cái nhắc nhở quý vị lại nữa nha. Cho nên khi quý vị gọi vào cho chương trình tối nay được rồi, vặn làm ơn vặn nhỏ cái TV xuống và nói chuyện bình thường qua đường dây điện thoại thôi. Cô Tina, cái câu hỏi của cô là hồ sơ anh chị em hoặc là hồ sơ bảo lãnh anh chị em F4 còn có giá trị hay không, hoặc là còn có thể tiếp tục được hay không? Thì cái câu trả lời cho chị là từ hồi đó cho tới bây giờ, lúc nào hồ sơ anh chị em cũng có thể tiếp tục được hết. Và cho tới ngày hôm nay, hồ sơ anh chị em vẫn có thể tiếp tục và sở di trú vẫn tiếp tục nhận hồ sơ. Đầu năm 2013
thì Tuấn có nói có một cái dự luật để thay đổi hết cái mặt luật di trú, và cái dự luật đó thì đã thông qua bên Thượng nghị viện nhưng mà chưa có thông qua bên Hạ viện. Cái dự luật đó, dự luật nghĩa là chưa trở thành mặt luật, dự luật đó là SB 744. Và Tuấn có thể nói là cho tới ngày hôm nay là ngày 30 tháng 12 thì có thể là cái dự luật đó không thành được nữa. Cho nên chúng ta trở lại với cái vị trí từ đầu, nghĩa là cái mặt luật di trú nó vẫn là như vậy, không có cái dự luật cho năm 2014. Và có thể là nếu mà có gì thay đổi lớn thì nó phải qua cái năm bầu cử cho tới đầu năm 2015. Cho nên hồ sơ anh chị em vẫn bắt đầu bình thường thôi, chứ không có gì trở ngại hết cô Tina. Cảm ơn cô rất là nhiều và cho Tuấn xin mời dây kế tiếp nữa đi ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Ok, số điện thoại để mời quý vị gọi vào là 713-469-9000. Đó là 713-469-9000. Thưa quý vị, tới phần kế tiếp thì xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin của tháng 1 năm 2014. Thì mỗi tháng trung tâm visa cung cấp cái visa bulletin để cho quý vị có thể theo dõi cái thứ tự hồ sơ bảo lãnh của thân nhân quý vị ở bên Việt Nam. Thì bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin của tháng 1 năm 2014. Kính thưa quý khán thính giả, sau đây là visa bulletin cho tháng 1 của 2014. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ ngày 8 tháng 12, 2006. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ ngày 8 tháng 9, 2013. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ ngày 1 tháng 6, 2006. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ có ngày 15 tháng 4, 2003. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em, đang giải quyết hồ sơ có ngày 1 tháng 10, 2001. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin cho tháng 1 của 2014. Vừa rồi là visa bulletin qua cái trình bày của cô Nam Phương, để cho Tuấn bổ túc thêm cái chi tiết của cái thứ tự F2A. Thì cách đây khoảng trước Noel vài bữa thôi, hội đoàn luật sư di trú đó là AILA có cái buổi họp với văn phòng Bộ Ngoại giao phụ trách về visa bulletin là ông Charles Oppenheimer. Thì trong cái buổi họp đó, thì ông ta cho biết rằng là hồ sơ thứ tự F2A, đó là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi thì sẽ bị đứng yên. Cho nên quý vị thấy mấy tháng vừa qua F2A đứng yên vào ngày 8 tháng 9 năm 2013, và riêng biệt F2A cho mẹ Tây Cơ thì sẽ bị thụt lại, còn F2A cho quốc gia Việt Nam và những quốc gia khác thì sẽ đứng yên, rồi sẽ có con số bắt đầu lại hoặc phát triển lại qua cái khoảng tháng 6, tháng 7 của năm 2014. Cho nên F2A của tháng 8 năm 2013 thì quý vị thấy nó nhảy rất là cao. Rồi từ tháng 10 cho tới bây giờ thì nó đứng yên. Và riêng biệt cho mẹ Tây Cơ, F2A sẽ bị thụt xuống, còn tất cả quốc gia khác thì sẽ đứng yên và có thể thụt lại qua mùa hè. Đồng thời cái visa bulletin thì quý vị có thể theo dõi qua cuốn báo Việt Live, là một cái cuốn báo mà được ấn hành mỗi tháng một lần qua cái phụ trách của đài truyền hình Việt TV và Việt Face. Và bây giờ tiếp tục đường dây điện thoại, xin mời quý vị gọi vào, đó là 713-469-9000. Đó là 713-469-9000. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, xin chào luật sư Tuấn ạ. Dạ, xin chào. Cho Tuấn biết tên và gọi từ đâu vậy? Luật sư Tuấn có thể cho tôi hỏi là bởi vì tôi có một người thân sang Mỹ bằng visa B1 với là B2 ạ. Dạ vâng. Ok. Dạ. Vậy thì có cái hình thức nào để xin chuyển visa từ B1, B2 sang B3 không ạ? Ok, xin lỗi. Tại vì Tuấn nghe nó không có rõ, cái sóng nó mất và có khi nghe được. Đầu tiên, cho Tuấn biết tên và gọi từ đâu đi anh. Ok, xin lỗi, Tuấn nghe không có được. Dạ, tôi tên là Huy và gọi từ Dallas ạ. Ok,
Huy là có một người thân qua đây theo diện du lịch P1, P2 muốn chuyển qua cái trường hợp gì vậy? Dạ. Muốn chuyển qua cái loại visa nào vậy Huy? Dạ B2 ạ. P2 ạ. P là entertainer phải không ạ? Là theo cái diện ca sĩ phải không ạ? B ạ. B2. Ok. B like boy hay là V like Victor? Okay. B for boy ạ. B for boy, B3. Theo Tuấn biết nó không có cái loại visa đó. Bây giờ mình đừng có nói cái loại visa gì ha. Mình nói chuyển qua cái trường hợp gì? Lao động hoặc là ca sĩ hay là tu sĩ hay là như thế nào vậy Huy? Dạ, bởi vì là cái người này. Dạ, bởi vì cái người này là ở bên Việt Nam họ là dạng như là ca sĩ hay là diễn viên á, nhưng mà có thể chuyển visa sang đây để làm việc hay là một cái loại visa nào khác được không ạ? Dạ vâng, ok. Nó là P là phở nha, chứ không phải B giống như boy ha. Không phải là B bò, nó là P giống như phở. Cảm ơn Huy. Huy còn câu hỏi gì khác cho Tuấn nữa không ạ? Dạ, thank you, that's all. Dạ vâng. Well, khi người ta qua đây theo cái diện du lịch đó, B1, B2, người ta muốn chuyển qua cái diện khác cũng được nữa. Đây thì cái câu hỏi nó liên quan tới cái vấn đề cái visa cho cái vấn đề ca sĩ hoặc là cho một nhóm ca sĩ thì nó là loại visa P. Và cái visa P thì nó là cái visa lao động. Đó. Lao động nghĩa là như thế này, phải có một cái cơ sở, một cái trung tâm đó về cái vấn đề entertainment hoặc là một cái club nào đó mướn người ta. Đó. Thì khi mà cái trung tâm hoặc là một cái cơ sở đó hoặc là một cái nhóm đó mướn người ta đó thì người ta phải làm cái mẫu đơn I-129 và cái supplement I-129P để bảo lãnh nhân viên đó. Thì cái người đó có thể chuyển từ du lịch qua cái chương trình P. Còn nếu mà người ta không có kịp để chuyển ở đây thì cái cơ sở đó cũng có thể làm cái hồ sơ bảo lãnh cho người ta, nhưng mà người ta phải phỏng vấn ở bên lãnh sự quán ở Sài Gòn hoặc là ngoài Hà Nội. Cho nên có quyền chuyển, nhưng mà phải chuyển trước khi cái thời gian du lịch người ta ở đây quá hạn ha, là một. Cái thứ hai nữa đó, khi chuyển qua cái giống như cái chương trình mà Huy nói là cái vấn đề chương trình ca sĩ, thì nó là cái chương trình lao động, đòi hỏi phải có một cái cơ sở. Cơ sở ở đây có thể là cái trung tâm hoặc là một cái club hoặc là một cái nhóm nào đó mà có thể mướn người ta hoặc là cho người ta cái việc làm với phương cách là một ca sĩ thì maybe có thể chuyển được. Rất là cảm ơn Huy ở thành phố Dallas. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, hello, chào luật sư. Dạ vâng, chào cô ạ. Em tên Kim đó. Dạ vâng. Em tên Kim mà em muốn hỏi luật sư coi bây giờ nghe Việt Nam là còn cái diện bảo lãnh con nuôi không một luật sư? Ok. Thưa cô Kim, cô gọi từ thành phố nào vậy cô? Dạ, ở Houston luật sư. Dạ vâng. Cho Tuấn hỏi cô tính nhìn nhận bé con nuôi từ trại mồ côi hay là bà con của cô hoặc là bạn bè? Bà con của người em trai. Dạ vâng. Dạ vâng. Cháu nó bao nhiêu tuổi cô? Dạ, 9 tuổi. Dạ vâng, ba má cháu nó còn sống hay không? Dạ còn. Dạ vâng. Ba má cháu nó có bệnh hoạn gì không? Dạ, dạ không. Dạ vâng. Cái lý do tại sao muốn nhìn nhận cháu nó 9 tuổi trở thành con nuôi vậy cô? Tại vì lúc còn ở bên đó đó, ở chung nhà luôn đó một luật sư. Dạ vâng. Ở chung nhà từ nhỏ tới lớn đó. Bây giờ mới vừa qua đây rồi, cái qua đây mới năm mấy, 2 năm nay rồi. Giờ nó nhớ, nó khóc quá. Dạ vâng. Ok. Ngoài cái lý do đó cô còn cái lý do gì để nhìn nhận cháu là con nuôi nữa hay không? Dạ giả không, sử ba cháu nó, ba mẹ cháu nó có phạm pháp gì hoặc là bệnh hoạn gì của hoặc là có gì liên quan tới vấn đề xã hội Việt Nam không? Dạ không có. Dạ vâng. Ok, cảm ơn cô Kim rất là nhiều cô. Thưa cô, cái câu hỏi của cô là cái vấn đề mà thủ tục con nuôi hoặc con mồ côi ở bên Việt Nam. Thì cho Tuấn trình bày sơ qua. Nếu mà xin thủ tục con mồ côi trực tiếp trại mồ côi thì cái Bộ Ngoại giao và cái Sở Di trú đã ngưng cho nước Việt Nam rồi. Cho dù Việt Nam đã
tham gia vào cái hội Hague Convention liên quan tới vấn đề thủ tục con mồ côi và con nuôi, nhưng mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Sở Di trú đã chưa có tiến hành. Cho nên cái câu trả lời cho cô rằng là chính phủ Hoa Kỳ chưa có tiến hành thủ tục con mồ côi cho quốc gia Việt Nam. Tôi nghĩ có thể 1-2 năm nữa người ta sẽ tiến hành. Còn nếu mà mình nói về con nuôi thì nó lại khác với con mồ côi. Đó. Con nuôi là tình trạng là như thế này, là cô Kim. Con nuôi cháu nó không phải là con mồ côi, mà cháu nó là được một người cha hoặc người mẹ nhìn nhận là con nuôi trước khi 16 tuổi. Rồi sau khi có cái quyết định nhìn nhận cháu là con nuôi rồi đó, cháu nó ở với mình 2 năm trở lên. Đó. Cháu nó không nhất thiết phải mồ côi. Đó. Nhưng mà ngược lại đó, thì cái vấn đề của cô đó, thì đầu tiên đó, là cháu nó không phải là mồ côi tại ba má cháu nó còn sống. Cháu nó cũng không phải là con nuôi, tại vì cái thời gian ở với cô là chỉ có ở thôi, không có cái thủ tục nhìn nhận là con nuôi. Mà sau khi có cái thủ tục nhìn nhận là con nuôi thì cháu nó phải ở với cô 2 năm. Cho nên trong cái hoàn cảnh nó cũng không phải là con nuôi luôn. Cháu nó chỉ là một người cháu thôi, của con của người anh trai thôi hoặc em trai thôi. Cho nên nếu mà cô muốn làm thủ tục để nhìn nhận cháu là con nuôi đó, thì cô phải theo cái mặt luật Việt Nam. Rồi sau đó cháu và cô phải sống chung 2 năm trở lên. Rồi cô bảo lãnh cho cháu nó theo diện đoàn tụ gia đình bình thường thôi. Đó là cha mẹ, cho dù là cha mẹ nuôi bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi. Cái đó thì nói nó rất là khó, tại vì không có cái thời giờ để về và ở sống chung với cháu nó là một. Cái thứ hai nữa, coi chừng nó là vấn đề này nữa. Cho dù cô làm hết cái đó, coi chừng cái lãnh sự quán nó vẫn nói có cái lý do gì đặc biệt mà phải nhìn nhận cháu là con nuôi hay không. Giả sử đi, ba má cháu nó phạm tội, hoặc là ba má cháu nó có bệnh hoạn gì hay không, hoặc là có cái hoàn cảnh đưa tới cái vấn đề nhìn nhận là con nuôi hay không. Chứ nếu mà không á, chỉ có sống chung và có cái tình cảm thôi, thì chưa chắc cái lãnh sự quán nó sẽ tin rằng đây chính thức là thủ tục con nuôi. Rất là cảm ơn cô Kim ở thành phố Houston. Và thưa quý vị, tới đây cũng hết thời giờ cho phần đầu của chương trình. Và chúng ta sẽ trở lại phần 2 của chương trình Ghi chú và nhập tịch sau những cái bảo trợ đây. We'll be right back.